Vâng, xin chào anh em, tôi là học giảng viên Học viện Gizento. Chào mừng anh em đến với buổi học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đi update các thư mục mới tạo ra và cây thư mục project và hồ sơ. Đầu tiên chúng ta vào view, tắt bớt các view thừa. Đó. Để update các thư mục mới tạo ra, thư mục về mặt đứng kiến trúc này, mặt bằng kiến trúc này, mặt bằng chân này và structure. Đó. Chúng ta sẽ vào mục này, ta chọn này, rồi giữ shift này, chọn tiếp đối tượng cuối này, chúng ta vào tại cây thư mục property này, tại mục thư mục chính này, chúng ta chọn này hồ sơ kiến trúc này, một chấm này, mặt đứng kiến trúc. Rồi, tiếp tục này. Floor plan sân này, rồi ship này. Chúng ta chọn này, thư mục chính này, hồ sơ kiến trúc này. Hai chấm mặt bằng kiến trúc. Đó, mọi người nhìn này, mục 2, mục 1 này, hồ sơ kiến trúc này. Tiếp tục mặt bằng chân này. Chúng ta chọn này, hồ sơ kiến trúc này. Rồi ba chấm mặt bằng chân. Tiếp tục vào hồ sơ kết cấu này, chắc chắn panel này. Chúng ta chọn này, hồ sơ kết cấu này. Ta chọn một chấm này, mặt bằng kết cấu. Đó, ok. Rồi, mục 3D này, cho duplicate này, cho rename này, chuột phải này, đổi tên này. 3D kết cấu. Đó. Chúng ta chọn vào mục thư mục chính này, hồ sơ kết cấu này, thư mục con này. 2 chấm này, 3D kết cấu. Đó. Tiếp tục này, mục này, chúng ta chọn thư mục chính này, hồ sơ kiến trúc này, thư mục con là 4.3D kết cấu, à 3D kiến trúc. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra các view. Chúng ta vào mục view này, plan view này, floor plan này, rồi không còn này. Tiếp tục view này, ceiling plan này, đó, sân, màu bằng trần của sân thì chúng ta không có. Rồi, tiếp tục structure plan này, rồi, mà bằng kết cấu sân, đó, chúng ta thêm vào này. Chúng ta xem vào dấu cộng này. Đó, chúng ta tiếp tục add in nó vào hồ sơ kết cấu. Một chấm mặt bằng kết cấu. Đó. Rồi, chúng ta đã update được các cây thư mục. Các cây thư mục này. Và các thư mục riêng. Quản lý, khi chúng ta quản lý nó sẽ dễ dàng hơn. Đó, hồ sơ kết cấu, hồ sơ kiến trúc này. Mặt bằng kiến trúc này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại buổi học tiếp theo.